Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã tiếp đoàn Chủ tịch quận Seo-dae-moon, thành phố Seoul, Hàn Quốc đến chào xã giao nhân chuyến thăm và ký kết hợp tác giữa chính quyền quận Seo-dae-moon và thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thay mặt đoàn công tác, ông Lee Sung-hun, Chủ tịch quận Seo-dae-moon, thành phố Seoul, Hàn Quốc, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đón tiếp đoàn chu đáo, đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. Ông cũng mong muốn quận Seo-dae-moon, thành phố Seoul và thành phố Dĩ An, Bình Dương sẽ có những kết nối trên các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa và giao lưu giữa thanh niên hai địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, quận Seo-dae-moon và thành phố Dĩ An có nhiều nét tương đồng về dân số, văn hóa, giáo dục. Khi quận Seo-dae-moon có nhiều trường đại học lớn thì thành phố Dĩ An cũng là nơi hoạt động của nhiều trường đại học và cao đẳng. Trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho Đông Nam Bộ. Chính vì vậy, giữa quận Seo-dae-moon và thành phố Dĩ An sẽ có nhiều cơ hội để hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực này.